Donald Trump bổ nhiệm xin Duffy làm Bộ trưởng Giao thông vận tải, bước tiến mới cho hạ tầng Mỹ. Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chuỗi thất bại của đảng Dân Chủ trong vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ. Donald Trump, người hùng của biên giới Hoa Kỳ, chỉ trích gây gắt đảng Dân Chủ vì chính sách nhập cư tai hại. Kính thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục khẳng định phong cách lãnh đạo mạnh mẽ với quyết định bổ nhiệm Sinderfi làm Bộ trưởng Giao thông vận tải. Cựu dân biểu và người dẫn chương trình của Fox Business sẽ thay thế Pete Buttigieg trong nhiệm kỳ mới, hứa hẹn sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải Mỹ. Sinderfi, người từng có nhiều năm phục vụ trong Quốc hội và giữ vai trò quan trọng trong các ủy ban tài chính và nhà ở, được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho ngành giao thông. Trong thông báo bổ nhiệm, Trump nhấn mạnh, Xin sẽ tận dụng kinh nghiệm và mối quan hệ mà ông ấy xây dựng suốt nhiều năm qua để tái thiết hạ tầng quốc gia, đưa nước Mỹ bước vào thời kỳ hoàng kim của du lịch, tập trung vào an toàn, hiệu quả và đổi mới. Với bối cảnh giao thông đang cần cải cách, Duffy được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo để hiện thực hóa tầm nhìn này. Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, Trump đã nhanh chóng triển khai việc lựa chọn nội các. Ngoài Sin Duffy, Đội ngũ của ông đang xem xét các ứng viên cho các vị trí quan trọng khác, bao gồm Bộ trưởng Tài chính. Những cái tên nổi bật như Howard Lutnick và Scott Peson đang được cân nhắc. Elon Musk, một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở thung lũng Silicon, đã ủng hộ Lutnick với kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi thực sự thay vì lựa chọn an toàn như Peson. Trong khi quyết định nhân sự đang được hoàn thiện, Trump đã có chuyến thăm Spaces của Elon Musk tại Texas để tham dự một buổi phóng tên lửa đây không chỉ là dịp để ông chứng kiến thành tựu công nghệ của mỹ mà còn củng cố quan hệ với musk người đã có ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định bổ nhiệm trong nội các trái ngược với những bước đi mạnh mẽ của trump đảng dân chủ bị chỉ trích vì sự trì trệ và thiếu hiệu quả trong quản lý giao thông chính quyền tiền nhiệm không chỉ thất bại trong việc nâng cấp hạ tầng mà còn gây bất mãn với các chính sách nhập cư gây áp lực lên hệ thống giao thông đô thị những nhân vật như J.D. Pritzker hay Maura Haley bị lên án vì ưu tiên bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp thay vì tập trung vào nhu cầu của người dân. Trump không giấu được tham vọng thực hiện những thay đổi lớn khi nhậm chức. Ông cam kết sử dụng quân đội để tăng cường trục xuất tội phạm nhập cư và triển khai chính sách Remain in Mexico nhằm kiểm soát biên giới tốt hơn. Với sự ủng hộ của đa số cử tri, Trump tiếp tục thể hiện khả năng lắng nghe và hành động vì lợi ích của người dân Mỹ. Việc bổ nhiệm Sean không chỉ khẳng định tâm nhìn cải cách giao thông của Donald Trump, mà còn nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc tái thiết nước Mỹ. Trong khi đảng Dân Chủ đang loay hoay với những chính sách thiếu hiệu quả, Trump đang chứng minh rằng sự quyết đoán và tập trung vào kết quả chính là chìa khóa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chuỗi thất bại của đảng Dân Chủ trong vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ Quý vị thân mến, trong bối cảnh chính sách đối ngoại của chính quyền Biden đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì sự yếu kém và thiếu nhất quán. Sự trở lại của Donald Trump với tư cách tổng thống đắc cử đã mang đến niềm hy vọng mới cho cả người dân Mỹ và các đồng minh quốc tế. Các hành động gần đây của chính quyền Biden, bao gồm việc nới lỏng cấm giận đối với các tổ chức khủng bố Hamas và Hezbollah, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt giữa cách tiếp cận của đảng Dân Chủ và phong cách lãnh đạo quyết liệt của Donald Trump. Khi gần kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Biden lại gây bất ngờ với những chính sách mâu thuẫn. Ông đã thúc đẩy diện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng bị chỉ trích là hành động này đến quá muộn sau hơn 1.000 ngày xung đột với Nga. Các chuyên gia nhận định đây là nỗ lực muộn màng nhằm cải thiện di sản chính trị của ông. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là việc nới lỏng cấm dẫn đối với Hamas và Hezbollah, hai tổ chức chính trị bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê là khủng bố. Quyết định này đã bị Mike Huckabee, cựu thống đốc Arkansas và người được Trump đề cử làm đại sứ tại Israel, gọi là một trong những quyết định chính sách ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Ngược lại, Donald Trump đã cam kết sẽ tái thiết lập sự ổn định và nhất quán trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Với quan điểm cứng rắn và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Israel, Trump thể hiện lập trường rõ ràng. Không thể có hòa bình trong khu vực khi các tổ chức khủng bố như Hamas và Hezbollah còn tồn tại ông đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận nhượng bộ của chính quyền Biden, cho rằng điều này chỉ tạo thêm không gian cho các nhóm khủng bố gia tăng sức mạnh. Israel, đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, đang kỳ vọng vào một sự thay đổi toàn diện khi Trump nhậm chức. Gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah tại Peru, trong khi Hamas tiếp tục tấn công dân thường bằng rocket và bom. Dưới thời Biden, chính sách của Mỹ bị cho là thiếu áp lực với các tổ chức khủng bố, thay vào đó lại gây áp lực lên Israel. Một nhà phân tích đã chỉ ra rằng, Biden quản lý Israel như một khách hàng thay vì đối xử với họ như một đồng minh ngang hàng. Trump từng khẳng định, cách duy nhất để đạt được hòa bình trong khu vực là loại bỏ hoàn toàn các tổ chức khủng bố được Iran tài trợ. Ông cũng cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giải cứu các con tin Mỹ bị Hamas giam giữ. Chính sách rõ ràng và quyết đoán này được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định, thay vì tiếp tục trò chơi ngoại giao nửa dời mà đảng Dân Chủ đang theo đuổi. Các nhà phê bình cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Biden, đảng Dân Chủ đã gây ra sự hỗn loạn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Từ việc xử lý yếu kém vấn đề Ukraine, đến việc gây áp lực lên Israel và nới lỏng cấm dẫn đối với các nhóm khủng bố, tất cả đều cho thấy sự thiếu hiệu quả và tầm nhìn những quyết định này không chỉ làm suy yếu vị thế của mỹ trên trường quốc tế mà còn đặt các đồng minh của mỹ vào tình thế nguy hiểm khi ngày nhậm chức của trump đang đến gần các nhà quan sát mong chờ một sự thay đổi mạnh mẽ giới lập trường cứng rắn khả năng lãnh đạo quyết đoán và sự tập trung vào lợi ích quốc gia trump được kỳ vọng sẽ mang lại một kỷ nguyên mới cho chính sách đối ngoại của mỹ nơi các đồng minh được bảo vệ và kẻ thù bị trừng phạt thích đáng sự đối lập rõ rệt giữa Donald Trump và Joe Biden trong chính sách đối ngoại không chỉ làm nổi bật sự yếu kém của Đảng Dân chủ mà còn khẳng định vai trò không thể thay thế của Trump trong việc khôi phục uy tín và sức mạnh của Hoa Kỳ. Với một chiến lược rõ ràng và quyết tâm mạnh mẽ, Trump đang chuẩn bị đưa nước Mỹ trở lại vị thế dẫn đầu toàn cầu, bất chấp những di sản lộn xộn mà Đảng Dân chủ để lại. Donald Trump, người hùng của biên giới Hoa Kỳ, chỉ trích gây gắt đảng Dân Chủ vì chính sách nhập cư tai hại. Quý khán thính giả thân mến, Donald Trump với tư cách tổng thống đắc cử, tiếp tục được ca ngợi như một người lãnh đạo quyết đoán mang lại sự ổn định cho biên giới Hoa Kỳ. Trong khi đó, các chính sách nhập cư của chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã tạo điều kiện cho tội phạm hoành hành. Dù ám sát tại Lacan Relay là minh chứng rõ ràng cho sự thất bại thảm hại của những chính sách này, để lại nỗi đau cho người dân và sự bất mãn đối với hệ thống pháp luật hiện tại. Dưới thời Joe Biden, chính sách nhập cư trở thành một mớ hỗn loạn, cho phép hàng ngàn tội phạm nhập cư bất hợp pháp tự do qua lại và tiếp tục gây ra các vụ án nghiêm trọng. Vụ sát hại Lacan Relay, theo lời kể của dân biểu Claudia Tenney, là một trường hợp đau lòng. Kẻ thủ ác Ross Ibarra đã tận dụng những chuyến bay nhân đạo miễn phí được tài trợ bởi chính quyền Biden để di chuyển từ New York đến Georgia nơi hắn sát hại nạn nhân. Tenney chỉ rõ tình trạng này bắt nguồn từ các chính sách sai lầm của đảng dân chủ, đặc biệt là đạo luật Greenlight năm 2019 tại New York do thống đốc Andrew Cuomo và sau này là Kathy Hochul thực thi. Luật này đã biến New York thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm nhập cư bất hợp pháp. Đạo luật này không chỉ cấp giấy phép lái xe cho người nhập cư bất hợp pháp mà còn tạo ra các lỗ hỏng pháp lý nghiêm trọng khiến lực lượng ICE, tức cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, không thể giữ những tội phạm nguy hiểm nếu không xác minh được danh tính của họ trong thời gian ngắn. Ngược lại, Donald Trump cam kết sẽ đưa nước Mỹ trở lại sự ổn định bằng cách thực thi các chính sách nhập cư cứng rắn. Trump đã chọn Tom Homan, một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh biên giới, làm người phụ trách vấn đề biên giới. Homan nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của ông là trục xuất các tội phạm nguy hiểm và bảo vệ 300.000 trẻ em đã bị buôn bán và lạm dụng tại Hoa Kỳ. Claudia Tenney đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tom Holman, gọi ông là người có tư duy thực tế, giàu kinh nghiệm và là lựa chọn hoàn hảo để khôi phục an ninh biên giới. Bà cũng chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của đảng Dân Chủ trong việc để biên giới phía Bắc của New York trở nên lỏng lẻo, gây ra những nguy cơ lớn cho người dân. Không chỉ gây nguy hiểm cho người dân, các chính sách của Biden còn là gánh nặng tài chính khổng lồ. Theo Tenney, bang New York đã chi thêm 5 tỷ đô la trong năm nay để thực thi các chính sách này, cộng thêm 4 tỷ đô la trong những năm trước đó. Những khoản chi phí khổng lồ này đang đè nặng trên vai người nộp thuế, biến New York thành bang có mức thuế cao nhất nước Mỹ. Thế cũng lên án việc đảng Dân Chủ tiếp tục bảo vệ các chính sách nhập cư thiếu hiệu quả, bất chấp những hậu quả rõ ràng mà chúng gây ra. Bà nhấn mạnh rằng, Người dân New York cần thức tỉnh và gây áp lực lên chính quyền Albany cũng như thống đốc Hochul để chấm dứt những chính sách nguy hiểm này. Donald Trump với cam kết sử dụng các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ biên giới và người dân, mang lại niềm tin và hy vọng mới cho đất nước. Ông đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận mềm yếu của Biden, gọi đó là thất bại toàn diện trong việc thực thi luật pháp. Trump cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trục xuất các tội phạm nhập cư nguy hiểm. Bảo vệ trẻ em bị buôn bán và cải thiện khả năng phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật. Chính sách của ông không chỉ là phản ứng với các tình trạng khẩn cấp mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm khôi phục an ninh và ổn định quốc gia. Sự trở lại của Donald Trump là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại các chính sách nhập cư yếu kém và nguy hiểm của Đảng Dân chủ. Với một tầm nhìn rõ ràng và quyết tâm mạnh mẽ, Donald Trump đang chuẩn bị đưa nước Mỹ trở lại sự an toàn. Bảo vệ người dân trước những mối đe dọa từ các tội phạm nhập cư bất hợp pháp và khôi phục lòng tin của người dân vào hệ thống pháp luật. Trong khi đó, những sai lầm của chính quyền Biden và Đảng Dân chủ sẽ còn là bài học đắt giá cho tương lai.